Vừa qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có trận giao hữu thứ 3 chuẩn bị cho V-League 2021 gặp đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC tại sân vận động Thống Nhất. Với phía Sài Gòn FC, đây mới là trận giao hữu đầu tiên của họ cho mùa giải mới. Thi đấu giao hữu nhưng cầu thủ đôi bên đều hết sức quyết liệt bởi hai đội có không ít tân binh và các cầu thủ đều muốn thể hiện mình để có chỗ đứng tại mùa giải mới. Có nhiều pha bóng thừa sức mạnh hoặc tiểu xảo đã được đôi bên vận dụng khiến trọng tài phải nhiều lần cắt còi, thậm chí rút thẻ. Ở trận này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không sử dụng ngoại binh vì Jose Ortiz và Bip Dai Kai đang cách ly Covid-19. Trong khi đó, Sài Gòn FC sử dụng trung vệ ngoại Thiago Santos và chân sút nhập tịch Đỗ Mơ Lâu. Nhờ đó, Sài Gòn FC là đội chiếm ưu thế hơn nhưng lại không thể ghi bàn. Cuối trận, Huỳnh Tấn Tài phạm lỗi với Nguyễn Trung Thành, giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 11m. Trung Thành đã được thực hiện thành công tình huống phạt đền này, giúp đội nhà thắng xích sao 1-0. Sau 3 trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên tạm quyền kiêm giám đốc kỹ thuật Lưu Đình Tuấn toàn thắng. Đây là thành tích tốt chờ đón tân huấn luyện viên Alexander Bokin, dự kiến sẽ chính thức làm việc vào ngày 26 tháng 12 sau khi hết hạn cách ly 14 ngày vì Covid-19.